ស្នេហាត្រីកោណបណ្ដាឲ្យយុវជនម្នាក់ដែលជាជាងពេជ្រស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗ យុវជនឈាមរាវពីរនាក់បានដេញកាប់យុវជនម្នាក់បណ្ដាឲ្យស្លាប់នឹងបាននាំយកនារីដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងជនរងគ្រោះកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលដែលហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកចោះអន្តរាគមន៍កាលពីវេលាម៉ោង 8:10 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី 1ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021នៅត្រង់ចំណុចមុខការដ្ឋានដឹកសាច់មួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 2ក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យជនរងគ
bích nơi km lệ 9 khăn hữu sạch kéo, nâng sạch nơi sống cắt chạc ông rơi lơ khăn miễn chảy. Bảo phốp bị gần lại cắt hết bàn ở đường tha môn bê cắt hết, kê khôn dù vị chôn mạng nét đã chỉ chôn hồ rộng cửa nâng nề rì mạng nét tiết. Bàn chì mô tô mùi cửa mạng nạch bố xo lì chìm chrúc, bẹt xả lệ, phânông bênh mùi chì ân mà phê bì xài sập 9, thua bà đông ná tàm bánh đôi phở chì lịch bí từ đào bí đá bông từ trường giảng lướn, bòm tàng miên chôn xong xài bí nét đánh tam cặp bí cỡ. Đã thua ở chôn hồ rộng cửa, phê xa lòn xa láo có chì kịch bí chôn xong xài, hơi có chô tự bốc nâng bóng cổ phlớng bánh đá ở đùa. Mà chư cơ ba anh chăng? Bố đen mịch bóng bạch chư cơ ba, dạng chắp rô ha. Bố đen mịch bóng bạch chư cơ ba, bó đen mịch bóng bạch chư cơ ba, rô pra căng chắp rô ha, nâng pra sân phía bố. Bộ phốp đó đã bàn bàn tỏ tiết tha cơ rồi về để chôn hồ rộng cửa bàn đồ phìm phìm. Chôn xong xay cơ bàn vì ấy nâng cấp từ lời chôn hồ rộng cửa tiền cầm ráo. Bàn đàl ở đếch đuôn nên nâng cận lại gặt hết. Rồi nằm dốc nề ri đã chỉ môi nâng chôn hồ rộng cửa cách khuôn bạch sở màu. Bàn tỏ mọc bàn chì bò rốt cơ bàn hì ca từ xe mặt cách nâng tệ tôn từ đột dân xong cửa bàn tốn. Ôi bọc đắc chôn hồ rộng cửa đá. Bàn ta chỉ ạ cột xo chôn hồ rộng cửa bàn đạch cho sắp bạch từ hỏi. Rồi bê gặt hết xe mặt cách mùa đột hà nâng môn trái dùm ní bàn cho mọc đo nâng thuở cả trụt bí nớt tên lỡ xạ sọp chôn hồ rộng cửa. Rồi hai có thuở cầm nọt hết bảo cổ sọp tự oi sạch nhiết dục tự thuở bón tàm bảo bầy này. Đói lại chôn đáy đó đài bóng co xa mặt cả chung niếng công phong tài thuở cả sẵn rào chí riêu tàm chạp khuôn đâm bây dục mọc đoàn tiết tốt tự tàm phở chạp ạp.